Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2024 năm nay, PTE cuối cùng cũng đã được Bộ Di trú Canada IRCC chấp nhận để có thể trở thành cái test tiếng Anh đầu vào chính thức cho định cư Canada. Hello mọi người, năm ngoái Thái có thông báo một cái tin mà mọi người chắc hẳn ai cũng nhớ là PTE á, sắp sửa sẽ có thể trở thành một cái test tiếng Anh chính thức mà được Bộ Di trú Canada chấp nhận. Nhưng mà từ tháng 2 năm ngoái luôn, 2023 tới bây giờ luôn, mọi người ai cũng hỏi Thái là có nhiều anh chị mình học PTE xong rồi khi nào nó mới được sử dụng vậy Thái? Hay là có nhiều anh chị lo lắng á, là cái bằng PTE anh chị nghe sau khi nghe được cái tin đó của Thái từ tháng 2 năm ngoái tới bây giờ là bắt đầu học PTE để sau này để có thể định cư Canada tốt hơn. Tại vì PTE nói chung á là dễ thi hơn là IELTS. Và Thái có một cái tin rất là vui muốn thông báo với anh chị là chính thức kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2024 năm nay, PTE cuối cùng cũng đã được Bộ Di trú Canada IRCC chấp nhận để có thể trở thành cái test tiếng Anh đầu vào chính thức cho định cư Canada. Ok, thì cái này có một số thông tin bên lề khác mà Thái muốn chia sẻ. Cái PTE Core là cái PTE chính thức được Bộ Di trú Canada chấp nhận để sử dụng cho định cư Canada. Và cái tỷ lệ chuyển đổi ha, thì các bạn có thể lên cái website chính phủ của định cư Canada để có thể xem coi là mình cần phải bao nhiêu điểm PTE để có thể được cái IELTS tối thiểu là 4 chấm của Canada. Ok, còn một cái tin cuối cùng đó, các bạn phải để ý nha, là tất cả những cái diện định cư Canada đều có thể sử dụng PTE ngoài trừ một diện. Đó chính là SDS. SDS á, nó là một cái diện du học đặc biệt dành riêng cho Canada. Nếu các bạn chưa biết SDS là cái gì thì nhớ coi video của Thái về SDS. Thank you các bạn rất là nhiều. Nhớ comment, trả lời bình luận và share cho Thái biết tình hình thi PTE của các bạn hiện tại đang như thế nào nha. Nếu các bạn chưa biết bên nào học PTE và thi PTE tốt thì các bạn có thể check out PTE Magic là partner bên Thái. Thank you. Hẹn gặp lại các bạn. Peace.